Thưa quý vị, hiện nay Đà Nẵng có 74 chợ truyền thống. Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ vẫn luôn hiện hữu tại các chợ truyền thống, ngành chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền quy định liên quan đến an toàn phòng chống cháy nổ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại quận Thanh Khê. Sợ lo cho tiểu thương, tại vì mình là người trong chợ, là tiểu thương trong chợ, là lo đề phòng, lo chuẩn bị cái bình nữa, rồi lo thí dụ thấy cái mùi khúa chi rồi này nọ là cũng lo hết chứ. Cũng là còn lo kiểm tra điện, đi về tát điện. Mình thấy được là mình thấy ảnh tương được trước mắt là ám ảnh hoài, ám ảnh trước mắt mình hoài mà. Vậy nên mình phải cố ý để giữ gìn ngoài, đừng có chọn chạy là được, đấy. Sợ lắm. Ý thức của tiểu thương là vấn đề cốt lõi để đảm bảo an toàn cháy nổ tại chợ. Tuy nhiên qua kiểm tra tại chợ Phú Lộc, việc bố trí hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn, cản trở lối thoát nạn. Hệ thống báo cháy tự động được đầu tư từ lâu, đến nay đã không còn hoạt động. Các lỗi vi phạm này đã từng bị công an quận Thanh Khê xử phạt gần 7 triệu đồng. Đến nay, đâu lại vào đấy? Lốt quay bây giờ nó nhỏ quá mà hàng hóa nó nhiều thì tất nhiên họ phải ra vào như vậy. Cái chỗ này nó rất là tệ nhỉ. Thật là ban quản lý lực lượng bảo vệ rất là căng thẳng. Những trường hợp nào vi phạm nó cắt điện hoàn toàn. Tiếp tục kiểm tra tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê Đông. Hệ thống báo cháy tự động không còn hoạt động, hệ thống điện thì xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn và xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Đây cũng là các tồn tại chủ yếu hiện nay tại hầu hết các chợ truyền thống. Đa số thì người dân bị tiểu thương ở đây thì là cái việc chấp hành các quy định về phòng cháy là có. Tuy nhiên là cái kiến thức của họ còn hạn chế, cho nên là công an phường luôn là đẩy mạnh cái công tác gọi là tuyên truyền đối với lại để đó là các tiểu thương trong chợ. Và hàng năm thì có chất là 2 đến 3 buổi tuyên truyền về các kiến thức về an toàn phòng cháy cháy, cũng như đưa ra một số cái vụ cháy điển hình để cho bà con nâng cao cái ý thức trong cái việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy cháy. Qua kiểm tra thì cũng đã nhắc nhở cái việc sắp xếp hàng hóa của các tiểu thương trong chợ, đồng thời cũng có cái lập biên bản những vi phạm về các lỗi về phương tiện phòng cháy cháy, về các lối thoát nạn, về cái phương án chữa cháy đối với cơ sở không đảm bảo. Nếu xảy ra cháy ở các chợ thì thiệt hại rất nặng nề do chứa lượng hàng hóa lớn và khả năng cháy lan rất cao. Trong khi đó, việc chữa cháy ở các chợ cũng rất khó khăn. Hơn lúc nào hết, các tiểu thương phải ý thức chủ động phòng cháy và có phương án bảo vệ tài sản trước nguy cơ bà hỏa có thể ghé thăm.